chuỗi thức dạng giao lý. Nhìn nè, khiến cái cây hết xích xuống cái bằng để giao dạng của đó. Khiến cây đây nè. Thấy qua nó, nó nhớ cái mẹ này. Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Địa Bàn Đến Giao Lưu. Hôm nay là phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, với những cái phô mai giao lưu. Xin mời. Chào bố ơi. Chào bà con cô bác Cần Sang ha. Rồi. Bữa nay cháu Minh gửi về được 30 phôi mai vàng. Rồi, 30 phôi vàng có, phôi có. Rồi, mấy cánh rồi không? Từ 5 đến 9 cánh hả? 5 đến 9 cánh, phí ship miễn phí ha. Bao ship, trời quá. Bên vận chuyển là nói sao? Trong mùa dịch này chuyển được không? Được anh ơi, tại bên dịch theo nó mạnh lắm. Rồi. Dịch theo chỗ nào nó cũng đi hết vậy đó. Vậy là vận chuyển bình thường. Dạ, rồi ok. Rồi, rồi xoay đi, xoay đi. Rồi, mã số 1 rồi con ơi. Số 1, số 1. Cao khoảng nhiêu à, cao khoảng nhiêu? Cao 2,5 anh ơi. Cao 2,5 mấy anh ơi, cao 2,5. 8,5 cũng 1,5 rồi. Rồi. Cao 2,5 nha. Xoay đi, xoay đi, xoay đi. Đây có xù cũng lai gai nha. Có xù luôn. Số 1 có xù lai gai nha. Rồi chỗ nào đâu chỉ. Đây. Xù đây anh em đang kéo anh em. Chỗ này chỉ tay đó ha. Đấy thì rất lực nha. Xù cũng bộn bộn, xù nách rồi bộn bộn. Rồi nhẹ nhẹ đi, nhẹ nhẹ đi. Rồi, này, nhẹ nhẹ đi. Cái này không vệ sinh nha anh em. Cái bự không vệ sinh nha, quá trời đấy cũ luôn ha. Quay đi, quay đi, quay đi. Đấy rất lực nha anh em. Đấy đẹp lắm nha, đây cắm cắm xuống nha. Rồi ok. Mã số 1. Rồi số 1 cho thông số luôn. Xe hết sàn. Được 40. Rồi 40. Rồi nãy nói chiều cao là 2 mét, 2 mét mấy? 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi luôn. Rồi em này là số 1, khá số 1 thủ. Có giá 7 triệu. 7 triệu đồng. Bao ship toàn quốc luôn anh em. Rồi bao phí ship luôn, 7 triệu. Rồi đổi đi, đổi đi. Rồi kéo cái kéo bằng xây gì gần về đây chút xíu. Rồi rồi. Rồi em này là số 2 mấy anh ơi. Số 2 luôn. Rồi. Số 2. Cái bà nó dướng rồi kìa. Kéo ra chút xíu giùm. Rồi em này là số 2 mấy anh ơi, số 2. Tròn vòng luôn. Rồi. Ngã cho dựng lại. Rồi số 2 mấy anh ơi. Số 2. Đầy đủ anh em. Chiều cao khoảng nhiêu anh ơi? 2 mét không? 2 mét đi. Chiều cao 2 mét đi. Nói chung mình hạo thôi. Bình ngang có 1,5 luôn đi. Rồi thì ngang 1,5 luôn. Đó số 2. Quan trọng giá ok cho bà con mình rồi. Dạ. Đó số 2. Rồi xe nhẹ nhẹ đi, chưa đo gì hết anh ơi. Để rất lực anh em. Rồi để lực luôn. Dịnh dịnh cho anh đo cái dịnh. Được 30 bình thân. Rồi 30 ok. Xây luôn. Rồi mình cho giá số 2 có giá 3 triệu rưỡi. Rồi 3 triệu rưỡi mấy anh ơi. 3 triệu rưỡi. 3 ship toàn quốc luôn nha. 3 cái ship luôn 3 triệu rưỡi. Rồi đổi luôn. Khoan để kéo quay gì đây nè. Xích vô nữa. Chơi gần cũng đẹp. Rồi ok ok. Rồi số 3. Số 3 luôn, số 3 luôn. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Chỉ cần gắt khá à, tới gắt lực con anh em. Đấy rất lực ca. Đấy lực luôn. Sợ gió dông hay gì có cả chằng cộng hai con da cáp xuống à. Ờ. Nó quái chằng hai con da cáp xuống chịu cái cây. Rồi ok, như vậy là cho cái thông số đi. Đo đây. Rồi đo đi. Được 26 bình thang. Rồi 26 luôn.
Chiều cao. Chiều cao là 1 thước 28. Thước 28. Mã số 3. Mã số 3 có giá 2,5 triệu. Rồi em này là 2,5 triệu mấy anh ơi. 2,5 triệu, số 3 2,5 triệu. Rồi đổi luôn, đổi luôn. Hết dây luôn đăng ạ. Ừ, hết dây luôn, đúng rồi đó, được rồi. Rồi số 4. Mã số 4 anh ơi. Mã số 4 rất đẹp. Đế lực ha. Cái này lô cây là già cây lắm anh em. Già cây luôn. Đó, chỉ cần đầy đủ rồi đế cấm cấm không lực lắm anh em. Rồi, mã số 4. Chậm chậm đi nó, chậm chậm đi từ từ. Mã số 4 rất đẹp. Số 4, số 4. Rồi cho đóng số luôn. Được 29 Quỳnh Hằng. Rồi 29 luôn. Cao luôn. Chiều cao là 1 thước 20. Rồi 1m20. Mã số 4 này có giao lưu với anh em là 3 triệu. Rồi 3 triệu đồng anh ơi, 3 triệu, đổi luôn. Bao ship toàn quốc luôn anh em ơi. Rồi đổi luôn 3 triệu. Thiên đa pha. Mã số 5. Rồi tới số 5. Số 5 quái nha. Thăng lặng lắm, đẹp lắm nha. Giờ vườn người ta bẻ lại đẹp lắm anh em. Rồi em này là số 5 mấy anh ơi, số 5. Rất đẹp cây anh em, có cái này là có xù nách hết trơn nha. Có xù luôn. À, xù nách. Đây. Mã số 5 mấy anh ơi, số 5. Xù nách đây, đây. Đấy rất quái anh em. Đây là rất quái luôn. Rất đẹp luôn nha. Rồi tròn vòng luôn, rồi đo luôn, đo luôn. Được 23 Quỳnh Thăng. Rồi 23 mét ơi, cao luôn. Chiều cao là 1 thước 6. Rồi 1m6. Cái hình quái này được 22 chiều dài. Rồi 22. Quái dữ lắm, đo cái cũ rồi anh em coi. Cũ chưa được 92 nha. Rồi 92 luôn, ok. Mã số 5 có giá 4 triệu chẳng anh em. Rồi 4 triệu đồng đổi luôn, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Số 6. Số 6. Số 6 quái cây anh em. Đế các quái nha. Số 6. Quái hàng nha. Quá đẹp luôn anh em. Số 6. Mã này mã số 6 anh ơi, số 6. Chia cành đầy đủ luồn lực nha, đế rất đẹp nha. Rồi cho thông số luôn, cho thông số luôn. Mở số 6 được 22 Hoành Thăng. Rồi 22. Chiều cao là 64. 64 rồi. Mở số 6 có giá 3,5 triệu. Rồi 3,500,000 đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 7. Số 7 luôn. Thần quái mấy anh ơi. Thần như lò xo nha anh em. Quấn như lò xo luôn. Và chi cành cũng rất đẹp nha. Ồ, rất đẹp anh em. Thôi nhẹ nhẹ đi, từ 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 từ. Mã số 7. Rồi số 7 đo luôn. Cái này hay ốm anh em, bẻ cái thằng không vượt lớn được 18 mình thằng. Rồi 18 anh ơi. Chiều cao là 98. 98 rồi. Mã số 7 này có giá 2 triệu chẳng anh em. Rồi 2 triệu đồng chẳng luôn, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 8. Số 8. Ồ, số 8 cũng thân quái đẹp luôn anh em, đế cũng đẹp luôn nha. Rồi số 8 luôn anh ơi. Đế rất đẹp anh em. Ồ, thân rất đẹp luôn. Số 8 luôn, số 8 luôn. Trung thân là nó uống lượng như lò xo luôn. Được 22 Hoành Thăng. Rồi 22, rồi ok. Cao luôn. Chiều cao là 1 thước 18. Rồi 1m18. Mã số 8 rồi giao lưu với anh em là 2,2 triệu. Rồi 2,2 triệu mấy anh ơi, đổi luôn. Ba ship toàn quốc luôn anh em. 2,2 triệu rồi đổi luôn. Thú ngồi anh em.
Mã số số 9. 9. Mã 9. 9. Rồi số đẹp luôn, số 9. Số đẹp luôn mà cây đẹp luôn anh em. Số 9, số 9. Thằng cũng giỡn qua giỡn lại nha. Rồi mã số 9 mấy anh ơi, số 9. Chi cạnh đầy đủ luôn anh em. Mã số 9. Rồi cho thông số luôn. Được 20 hoành thân. Rồi 20 hoành thân mấy anh ơi, 20. Chiều cao là ông thước 12. Rồi 1m12. Mã số 9 này có giá 1.800.000. 1.800.000 đổ luôn, đổ luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 10. Số 10. Số 10 thân đẹp mà đế đẹp luôn anh em. Số 10, số 10. Số 10 có sụ lai gai ra. Sụ đế luôn ha anh em. Có sụ luôn mấy anh ơi. Tại không có vệ sinh ra coi không rõ ha. Thân đẹp đế đẹp luôn. Rồi cái thân như lò xo luôn mấy anh ơi, cái thân như lò xo nè. Đế là anh em, coi cái bộ đế có hai bàn tay em chụp anh em. Đó. Rồi đo luôn, đo luôn. Rất quái cây lắm ha. Được 19 hoành thân. Rồi 19 luôn mấy anh ơi, cao luôn. Chiều cao là được 89. 89. Rồi. Mã số 10 là có giá 2.500.000. Rồi 2.500.000 đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn. Mới 11. Rồi 11. À, 11. Tại buộc con dây là gạch xuống cho nó chi nó đều anh em. Mã số 11. Mã số 11. Cái thằng cũng lạng lắc luôn anh em. Rồi đo luôn anh ơi, đo luôn. Được 19 hoành thân. Rồi 19 luôn. Chiều cao là ống thước 03. Rồi 1m03. Mã số 11 này có giá 1.400.000. 1.400.000. Thân rất đẹp rồi đấy, đế lực luôn anh em. Đế lực luôn mấy anh ơi. Nó già cây lắm anh em ơi. Cái này mà em vệ sinh ra nó vàng lòm luôn anh em. Rồi ok. Đó. Mà tại em giờ không vệ sinh nha. Rồi giá luôn 1.400.000. 1.400.000 đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tới mã số 12. 12. Đó, tới mã số 12. Chia cành đầy đủ, cái thân cũng bẻ qua bẻ lại anh em. Mã số 12 mấy anh ơi. Đó. Chia cành à, đây đi lên đây bẻo qua đây, bẻo đây, bẻo đây anh em. Rất đẹp ha, như lò xo như mình anh em. Chung là cái lô này già cây hết trơn anh em á, xù nách hết trơn anh em. Xù nách hết trơn à. Rồi cho thông số của em này luôn. Cái này vệ sinh ra là xù bộn lắm. Được 23 bình thân. Rồi 23, cao luôn. Chiều cao là 74. 74 luôn mấy anh ơi. Mã số 12 là có giá 2.200.000. 2.200.000 đổi luôn, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 13. 13. Dạ cây luôn anh em. Nó vàng lòm nha, này em vệ sinh ra xịt nước xương xương cái nó đẹp lắm anh em. Chủ lắm dạ cây. 13. Rồi. Mã số 13. Rồi đo luôn, đo luôn. Nhiêu đây? Được 20 hoành thân. Rồi 20. Cao luôn. Chiều cao là 82. 82 rồi. Cây nào lô này cây nào cũng có thùng nách lai ra cho anh em. Giá luôn. Mã số 13 này có giá 1.200.000. 1.200.000 đổ luôn mấy anh ơi. Mã số 14. Rồi mã số 14 luôn. Nó cũng quái anh em, nó nằm ngay có hai như có hai giò anh em. Mã số 14. Đây giò, đây giò anh em. Có hai giò, chi cành cũng khá ha. Rồi mã số 14 luôn, đo luôn. Được 18 hoành thân. Rồi 18 anh ơi, cao luôn. Chiều cao là 74 luôn. Rồi 74 luôn. Xoay số luôn. 14 có 1.200.000 luôn anh em ơi. Tiếp tục là 1.200.000 luôn. Rồi đổi luôn. Bao ship toàn quốc luôn anh em. Rồi với ship luôn. Mã số 15. Rồi em này là 15. Lùng lực anh em. Cái này xịt ra là có cũng có xù bộn bộn nha. Mã số 15. Mà ở đây có mặt thẹo em. Mã số 15 đây, có mặt thẹo mà nó kéo đá anh em. Rồi để nguyên, để nguyên. Đó.
keo đá luôn, cứng ngắt. Ok. Đế dữ lắm anh em. Đế rất lực. Mã số 15. Mã số 15. Được 33 Hoàng Thăng. Rồi, 33, ok. Chiều cao là 54. Rồi, 54 luôn. Mã số 15 này có giá 2.800.000. 2.800.000 đổ luôn anh ơi, đổ luôn. Rồi, em này là 16. Rồi, mã số 16 anh ơi, 16. Mã số 16. Chiên cần rất đẹp anh em. Cây này lô cây là rất già cây không anh em. May mịn anh em ơi. Từ 5 đến 9 cánh. À đúng rồi bà con hỏi mấy cánh đó. Từ 5 đến 9 cánh anh em luôn. Rồi mai nha. Mai kêu mai loại gì đâu đó. Mai vàng miền Tây. Mai vàng miền Tây. Rồi ok. Rồi đó luôn. Được 26 hình thang. Rồi 26. Chiều cao là 1m21. Rồi 1m21. Ok. Mã số 16 này có giá 2 triệu chẵn anh em. Rồi 2 triệu đồng chẵn luôn anh ơi. 2 triệu đồng rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 17. Rồi mã số 17. 17 này đế rất đẹp anh em. Chậm thôi chậm thôi. Đó, đen cục anh em, đế rất sáng anh em. Chậm chậm chậm. Đó. Mã số 17. Mã số 17 mấy anh ơi, mã số 17. Cây sao vậy anh chị em, không có vệ sinh anh em. Còn nguyên phải không? À, nguyên si, kim. Rồi ok, đo luôn. Cái lô này là 36 nha. Được 28 hình thăng. Rồi 28 luôn. Rồi cao luôn. Chiều cao là 58. Rồi. Đế rất đẹp anh em. Rồi giá số không? 17 là có giá 2.400.000. 2.400.000 đổ luôn. Rồi mã số 18. 18. 18 là bộ đế đó rất quái anh em. Mã số 18 anh ơi. Đế rất quái nha. Lắc nhẹ đây, lắc nhẹ. Mấy anh em coi kỹ nha. Này số 18 là rất đẹp anh em. Chi cành đầy đủ. Số 18. Rất đẹp cây anh em. Rồi ok, đó luôn. Được 24 bình thân. Rồi 24 luôn. Chiều cao nó được 55. Rồi 55. Mã số 18 này rồi có giá 3.2. 3.200.000 rồi đổi luôn. Đổi luôn. Mã số 19. Tiếp theo là 19. 19 này có sụ lai gai anh em. Tại mình không rửa ra mấy này là sù không anh em. Có sù phải không? Dạ có sù. Mà tại mình không có vệ sinh nha, cái này là cục 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 lên hết rồi nha. Đây, cục cục ha. Trên này cũng có sù nách luôn nha. Nó đang đang bò xuống mấy cục này đang bò xuống anh em. Rồi mã số 19 nha mấy anh ơi, mã số 19. Đế rất lực nha. Ok. Đây có sù ra nha. Rồi cho đông số luôn. Được 32 Hoàng Thăng. Rồi 32. Được 271. Rồi, chiều cao. 71 chiều cao. Rồi. Mã số 19 này cũng 3.2 luôn anh em. Rồi 3.200.000 luôn, miễn phí ship đổi luôn. Rồi tiếp theo 20. Mã số 20. Mã số 20. Đó, 20 đế gắt quá anh em. Đây nhà vườn hai cái nhánh này ta cắt cao cao lên, người ta không cắt nha, mà nhà vườn ta không biết anh em. Rồi. Cắt hơi sát. Đế rất quái đẹp luôn anh em. Đế quái luôn. À, nôm 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 già cây chân nha. Chia cành cũng khá ổn ha. Xoay luôn, xoay luôn, xoay luôn, xoay luôn. Oh. Đế rất đẹp luôn anh em ơi. Rồi, cho thông số luôn. Cái này đo hai vị trí anh em. Rồi, hai vị trí luôn. Đo ngay đây á, là được 30 bình thân. Rồi ok. Đo trên này á, thì được 17 bình thân. Rồi 17 luôn. Chiều cao đó được 80. Rồi 80 luôn.
Mã số 20 này có giá 2.8 triệu. 2.800.000. À, quá rẻ mà đẹp luôn anh em ơi. Rồi 2.800.000 nổi luôn anh ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo rồi, mã số 21. 21. À, 21 rồi nó gắt quái luôn anh em. Làm như cái nó nằm nghiêng vậy, nó đang nằm ngang thú à. Mà đang nằm anh em. Mã số 21. Mã số 21. Gắt quái luôn anh em ơi. Cái này cắt lại làm bằng tay hoặc được. Tròn tròn luôn, tròn tròn. Đó. Gắt đẹp anh em. Mã số 21 anh ơi. 21. Rồi, đo luôn, đo luôn. Được 27 bình thân. Rồi, 27 luôn. Cao luôn. Chiều cao là 84. 84 chiều cao, giá luôn. Mã số 21 là có giá 2.400.000. Rồi 2.400.000 miễn phí ship, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo là lò xo nữa nghe anh em. Mã số 22 lò xo. Lò xo luôn. Lò xo luôn. Có 2 3 cộng đế là mà nó quái lắm anh em, già cây chân anh em. Mã số 22. Cây gắt chung nha. Em mới bấn về chiều nghe anh em ơi, không có vệ sinh gì chăng ha. Mã số 22. Đó, rồi cho đồng số luôn. Hoàn thăng được 16. Rồi 16 luôn. Cái bộ rễ này thử anh em. Bộ rễ cũng 15 năm luôn. Rồi 15 năm luôn. À, rất quá nha. Mã số 22. Chưa đo chiều cao. Chiều cao là được 1 mét chẳng anh em. Rồi 1 mét chẳng. Rồi giá luôn. Mã số 22. Mã số 22 có giá 1.200.000. 1.200.000 đổi luôn. Rồi bao ship toàn quốc luôn anh em. Rồi 23 lên. Rồi tới mã số 23. Mã số 23. Ồ, mã số 23. Mã số 23. Đấy là cao lực nha, cắm cắm xuống nè. Chiên cạnh cũng đẹp anh em. Lá là lá bự luôn anh em. Mã số 23 cho chiều cao luôn, cho chiều cao luôn. Chiều cao là 1 thước 15. Rồi 1 mét 15. Rồi thân luôn. Hoành thân là được 24. Rồi ok. Mã số 23 này là 1.200.000 luôn anh em. 1.200.000. Rất đẹp anh em ơi. Rồi tiếp theo đổi luôn. Rồi tiếp theo 24 anh ơi. Mã số 24. 24 luôn. 24 anh em. Chi cành cũng đẹp anh em. Rồi đo luôn. Được 18 hoành thăng. Rồi 18. Chiều cao là 1m02. 1m02 rồi. Mã số 24 là có giá 800.000. 800.000 rồi đổi luôn. Rồi. 800. Rồi cái mã số 25. Rồi 25 luôn. Wow, cái mã số 25. Chi cành cũng khá đẹp anh em. Tới cũng đẹp luôn ha. Rồi cho thông số em này luôn. Được 21 bình thân. Rồi 21. Cao luôn. Chiều cao là 1m26. 1m26. Rồi. Mã số 25 là có giá 800.000 luôn anh ơi. 800.000 luôn, đổ luôn. Bao phí ship toàn quốc luôn ha. Rồi đổ luôn anh ơi. Có mã số 26. Đó lò xo luôn. Rồi lò xo tiếp tục mã số. Cũng có hai con để luôn anh em đó. Mã số 26 mấy anh ơi, lò xo luôn. Chi cành khá luôn. Rất đẹp anh em ơi. Rồi đo luôn, đo luôn. Hoành thăng được 17. Rồi 17. Đo thử gãy rồi các anh em. Cái thăng cái gãy nó cũng là ná nhau nha. Ờ cái gãy chỗ này là được 20. Rồi 20. Chiều cao là 85. 85 rồi. Mã số 26 này có giá 1.200.000 luôn anh em ơi. 1.200.000. Bao ship toàn quốc luôn anh em ơi. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo 27. Rồi cái mã số 27. 27. Mã số 27. Mã số 27 chỉ cần đầy đủ anh em. Rồi cho xin chiều cao đi, chiều cao đi, chiều cao đi.
cao lần thước 34. 1m34. Rồi đo thân luôn. Được 24 hành thân. Rồi 24 luôn. Đế rất đẹp anh em. Đế rất là đẹp. Mã số 27 này có giá 1 triệu chẳng anh em. 1 triệu đồng. Rồi đổi luôn. Rồi 28. Rồi, mã số 28. 28 là cũng quá dị cà na ha. Mã số 28 anh ơi. Quá trời. Mã số 28 anh em. Ở đây có bị cây ta đốn, bị đây lột da khúc này anh em. Có lột da mấy anh ơi, lột da. Dưới đây còn thẹo nha. Lỗ không sao anh em. Có thẹo luôn. Dạ. Rồi, đo luôn. Được 31 hành thân. Rồi 31. Cao luôn. Chiều cao rồi được 69. 69 luôn mấy anh ơi. 69 luôn. 96 sao? 96 anh em ơi. Rồi ok, không sao. Mã số 28 có 1 triệu đồng. 1 triệu đồng chẳng luôn, rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 29. 29. Mã số 29. Mã số 29. Di cành cũng khá đẹp anh em. Mã số 29 mấy anh ơi. Được 22 hoàn thân. Rồi 22 luôn, rồi cao luôn. Chiều cao là 1m09. 1m09 rồi, xoay luôn. Mã số 29 thì có giá 900.000. 900.000. Rồi đổi luôn, 900. Rồi tiếp theo cuối cùng. Ờ, số lô mã 30. 30 là mã cuối anh em. 30 cuối cùng mấy anh ơi. Đây không biết có cây tử ra gì đây, em không biết sao mà em không có mua tới anh em. Rồi để nguyên phải không? Để nguyên. Lùng lực rất đẹp anh em. Mã số 30 mã cuối. Rồi mã số cuối cùng, mã số 30. Cây này để rẻ cho anh em cho luôn. Rồi, thương mãi luôn đi, cuối cùng đi. Rồi. 20 bình thân. Rồi 20. Chiều cao là 42. Rồi 42. Mã cuối cùng là giao lưu với anh em. 30 là có giá 800.000 luôn. Rồi em mãi 800.000 khuyến mãi luôn mấy anh ơi. Rồi cuối cùng chào bà con luôn. Rồi, kính chào bà con cô bác. Anh chị chú bác đằng xa gắn ủng hộ cho cháu Mơ Minh nha. Rồi. Chí nha. Chí ha. Dạ. Rồi ok, tạm biệt, hẹn gặp lại luôn. Dạ. Rồi tạm biệt mấy anh ơi, và hẹn gặp lại luôn. Hội đồng châu Âu thông qua quyết định phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Giá dầu thế giới vẫn tăng trở lại. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại mấy anh ơi. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại nha. Mến chào tạm biệt, chúc sức khỏe mấy anh luôn. Nhớ đăng ký kênh mấy anh ơi.